Xin chào cả nhà nhé, mình là Quyết Quần Đùi, đây là Quỳnh Châu Phi này. Xin chào. À sao đang làm cỏ xin bên này? Chào mọi người. Ok, chào à sao bạn. Ok. Xin chào. À sao đang làm cỏ. Ở ngoài này các bạn ấy đang hái lá đậu để ăn. Đang hái lá đậu để ăn. Lá đậu ngoài này cũng rất là tốt rồi. Ở trong vườn này cũng có trồng đậu cả nhà. Thì mọi hôm mình không quay đậu để mọi người xem, hôm nay mình cũng quay cho mọi người xem là ở trong vườn này cũng trồng lá đậu này. Và đây các bạn đang hái lá đậu này. Đó. Các bạn hái lá đậu xong là chắc là ngày mai ngày kia các bạn sẽ làm hết cỏ ở đây nhé cả nhà nhé. Đó, ở xung quanh vườn này là các bạn có trồng rất là nhiều đậu. Đậu này các bạn ăn lá là chủ yếu. Riêng là đậu ở bên này các bạn trồng là các bạn thu hoạch cũng được rất là nhiều. Ở bên này ngoài người ta ăn lá sắn thì người ta ăn có cả lá đậu. Thì cách nấu cũng tương tự nhau các bạn ạ, cũng giã như lá sắn ấy. Đậu này cũng nấu lên và giã như lá sắn, để cho nó nhuyễn ra, thế xong là nấu như kiểu lá sắn người ta nấu ở bên này để ăn với phun nhé cả nhà nhé. Rất là nhiều này. Các bạn hái liên tục ấy, lá đậu hái liên tục ấy. Hái về để ăn với này. À, đậu cũng phải hái lá đi để cho nó ra hoa ra quả cả nhà. Riêng cái quản đậu ở trong vườn này thì mình không can thiệp nhiều về các bạn ấy, bởi vì là các bạn đã trồng đậu ở bên này hàng bao nhiêu năm rồi, dân Angola trồng đậu rất là nhiều rồi, cho nên là mình không can thiệp nhiều. Nhưng mình chỉ hướng dẫn các bạn đi một chút về cách tưới nước ở đây thôi, để cho đậu nó không bị chết thôi. Vì bình thường những ngày đầu thấy là sao tưới rất nhiều nước ở đây, nguy cơ để nó bị úng rễ rất là nhiều, nên mình bảo là sao tưới ít nước, vừa nước thôi, thì đậu bây giờ nó đã phát triển ổn hơn rồi. Đó, đám đậu của A Sao trông cũng rất là tốt mọi người ạ. Nhưng mà hôm nay hai vợ chồng ra ngoài này mục đích chính không phải là để xem các bạn làm, mà là mục đích chính là hai vợ chồng hôm nay đi ra ngoài này để hỏi A Sao để mua rau cải của A Sao các bạn ạ. Để tối nay ở nhà mình, trong xóm anh em người Việt mình có ăn lẩu, thế nên là mình sẽ đi hỏi A Sao để mình mua cái cải của A Sao, cái chỗ cải kia kìa các bạn kìa, luống hai luống cải xanh xanh kìa, xanh xanh non kìa kìa, để mình sẽ hỏi A Sao nhé. A Sao, anh Quyết quer comprar essa couve? Sim. Qual é essa aqui? Não, outra. Sim. De quanto? De mini. De mili? Sim. Pode dar um mili. Aqui. Bom. Colher agora. Agora, né? Sim, agora. Ha. Tô vendendo, mano. Tô me comprar minha comechina. Ah, vui sướng. Tô me comprar comechina. Cô vì Việt Nam, nói là cô vì China. Cô vì Việt Nam. Cô vì Việt Nam. Ta có pra cô vì Việt Nam tại. Cô lia bên nhá. De mini. Đấy, bây giờ là để A Sao đang đi đi tỉa rau cho mình các bạn ạ. Chỗ này bởi vì mình gieo dày mà, gieo dày để ăn mà. Đã hôm qua là mẹ của Maria, mẹ Maria qua đây để xin giống rau. À thế à? Maria. Thế à? Maria ontem passou aqui. À ấy. Ok. À ok. À ok. À, vậy là Maria ra đây xin để ra xin giống à? Vâng. Tại vì hôm trước là khả năng là Maria cũng biết ruộng rau này rồi, xong rồi dẫn mẹ Maria qua thì thấy là ở đây có rau giống ấy. À. Để cho mẹ Maria xem luôn nha. Vâng. Đấy, bây giờ là để xem A Sao nhổ cho mình được 1.000 rau có nhiều không nha các bạn nha. Cái này là trong video là không có thông đồng thương lượng gì với bạn ấy đâu nha cả nhà nha, mà ra hỏi mua tự nhiên đấy, bởi vì là lúc đầu là vợ chồng mình ngay từ lúc đầu đã thống nhất với bạn ấy là ruộng rau này là của các bạn ấy, vợ tuy là vợ chồng mình đầu tư vào và giúp đỡ các bạn làm ấy, nhưng mà ruộng rau này là của các bạn ấy có quyền thu hoạch và các bạn có quyền bán, cho nên là vợ chồng mình muốn ăn cũng phải mua đấy. Nhưng mà A Sao lúc đầu mà mình bảo mua là cho có vẻ cũng lúng túng, cười có vẻ là cũng lúng túng các bạn ạ. Nhưng mà không, mình đoán chắc là A Sao nghĩ là
mình đang quay video, chắc là tưởng là mình bảo quay video nên để à sao chắc là đang đóng kịch chắc ấy. Không biết là các bạn đang à sao đang đóng kịch không. Nhưng mà lúc bảo mua là sao cười là nghe có vẻ là ngượng nghịu lắm đấy, ngượng nghịu lắm đấy, suy nghĩ hơi lung túng. Nhưng mà thật ra cũng thích mà. Nhưng mà cũng thích mà, như Quỳnh nói đấy. Cũng thích mà, bây giờ làm suốt cả ngày, bây giờ thu nhập lương hàng tháng thì có lương cứng thế rồi, bây giờ cũng phải chi tiêu cho bọn trẻ con, bao nhiêu thứ phải trả tiền. Ngoài cái tiền của làm với mình ra thì xong rồi làm vườn rau ra thì cũng không có tiền ngoài, không có tiền làm ở đâu hết đấy. Thế Quỳnh tỉa giúp ba sao đi, tỉa cùng đi. Vâng. Tỉa những cái chỗ dày ấy em. Đấy. Tỉa ở trong đấy những cái đám dày đấy, tỉa thật nhiều và tỉa thật thưa ra. Vâng. Hỏi A Sao xem 1.000 A Sao bán bao nhiêu, tỉa ra không nhẽ may tỉa quá. Vâng. A Sao ơi. Cầm ơi. Mini vene quanto? Chị Quỳnh vai cole mai. Chị Quỳnh vai ajuda cole. Seis. Ah, desse aqui, C50. Ok. Tá bem. C50. Você são nossos clientes, senão deve ter 400. 400? Mentira, você. Fala bem preço. Fala bem preço. Para banhar é FIA. Não. Não, nas praças ainda não. Eu quero você falar bem preço. Nas praças. Sim. Quando levar na praça, se que tem couve. 450. 450. É mesmo assim? Sim, 4,50. Ok. 1, 2, 3, 4. Sim, 4 assim, 50. Mas essa é muito pequena. Não, não tem. Yeah, mas se já está largo. 4,50 aceita, mas é assim. Então você já pode colher e vai nas prancha vender? Sim, já. Pode já colher para vender nas prancha? Já, eu vou na praça mesmo. Ok. É mesmo assim? Đấy, các bạn nghe thấy A Sao vừa nói đấy nhá. Nếu mà mang ra ngoài chợ, ở thời gian này, là ngoài chợ chưa có nhiều rau cải, là bán là 4 cây 50 quan. 4 cây 50 quan tức là khoảng vào tầm 3.500 đấy nhỉ. 3.500 tiền Việt nhé các bạn nhé. Khoảng tầm 3.500 hay là 3.000 gì đó. Giá bao nhiêu mình sẽ ghi ở trong cái phụ đề đấy. Mà nấu như kiểu người Việt Nam mình thì rất là tốn đi kém đi. Như người Việt Nam mình một bữa ăn mất mấy trăm con rát đi. Vâng. Ở bên này họ ăn không nhiều rau lắm. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ăn thì khá nhiều đấy. Người Việt Nam mình một người là ăn đã bằng phải 10 người của người ăn rau của các bạn. Chính xác, Quỳnh nói chính xác, một người Việt Nam mình bằng ăn gần bằng 10 người ở bên này về cái lượng rau các bạn ạ. Thoải mái, giống quen cái kiểu tỉa nhà mình chết đi. Cảm ơn mọi người và tỉa rau, 1.000 rau. Hôm nay các bạn đi tưới rau chỗ có vẻ xong cũng sớm đấy. Chỗ tranh thủ review mọi người xem chỗ hành tây trồng ra bây giờ nó đã lên rất là tươi các bạn ạ. Hành tây này, hành tây trồng ra lên tươi nhé các bạn nhé. Đó, không có bị chết một cây nào cả, rất là tươi hành tây đấy. Khả năng là cái chỗ hành tây này rất khả quan nếu như mà không bị trộm các bạn ạ. Nếu như không bị trộm thì cái vườn rau này phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Cực kỳ tuyệt vời nếu như mà vườn rau này không bị trộm. Mình chỉ lo lắng là khi mà chưa được thu hoạch thì trộm đã thu hoạch giúp rồi. Đó. Rồi mình sẽ đợi để tí sao nhặt xong rồi xong là mình tính tiền xem thế nào nha. Mình cũng phải kỳ keo chứ, tí phải kỳ keo em ạ. Não, ainda não chega. Amiga, tá vendo como é aqui? Essa é folha não, né? Folha não. Sim, não. A folha não. Tipo, é cenoura. Các bạn này này, bạn này bạn đang hỏi là cái củ cải này ăn thế nào? Tại vì bạn không biết là củ cải bên này, nhiều người không biết củ cải này đâu các bạn ạ. Đến cả sao Isabel học bên Việt Nam thì mới biết đến củ cải. Thì bây giờ là bạn hỏi là ăn thế nào thì A Sao bảo là không được, cái này hiện tại là không dùng để ăn lá bây giờ. Bây giờ không phải để ăn lá. Nhưng mà cái loại củ cải đường này ăn lá nó cũng rất là khó ăn các bạn ạ. Không như củ cải nhỏ nhỏ ở Việt Nam mình bây giờ đang trồng đó các bạn nhé. Củ cải đường này ăn lá nó rất là cứng. Củ cải nó ra củ rất là to đây này. Em vừa lấp ở sao? Đây này các bạn này. Đang ra củ rất là to này. Mà mới trồng nhá, mới trồng á.
lên nhanh cực kỳ luôn, lên nhanh tuyệt vời luôn. Mảnh đất này nói chung là trước khi mà mình chọn cái mảnh đất này là vợ chồng mình đã ngắm cách đây cả năm rồi cả nhà. Hai vợ chồng đi ra ngoài này thể dục suốt mà, nên là trông cái mảnh đất nó rất là tốt mà chẳng ai làm. Thế là phải quyết tâm là bảo A Sao ra ngoài này xem để mình thuê cho A Sao làm. May mà thuê được để cho các bạn làm. Thực ra cái mảnh đất này có phân thì rau nó lại càng tốt hơn, nhưng mà với điều kiện bên này mọi người cũng ngại làm phân. Với lại mình làm theo cái kiểu là để cho các bạn đi từ từ tiếp xúc với cách trồng trọt trước, từ dễ đến khó mọi người ạ. Chứ bây giờ cả phân các bạn ấy sốc nên là nguy hiểm. Bây giờ là làm sao để trồng cho cây nó sống đã. Trình độ ở bên này trước mắt là phải ở mức độ tiểu học thôi, kiểu như là ở mức độ là trồng làm sao để cho cây nó sống được đã các bạn ạ. Ở bên này mọi người không có khái niệm gì, không có gọi là cái kiến thức gì, hiểu biết gì về cái việc trồng trọt. Trồng gieo hạt này, không hạt thì không lên được này. Đến lúc hạt lên được thì cây lại không sống được này. Đấy. Nói chung là mình để cho các bạn tiếp xúc từ từ. Đối với cái việc mà đi mang phân chuồng ở đây để bón cho cây là các bạn sẽ sốc. Các bạn ấy lại bảo thối quá, sợ quá, kinh quá. Nên là cứ từ từ, mình sẽ hướng dẫn từ từ thôi. Trong cái quá trình mà trồng như thế này là mình cũng sẽ nói với các bạn là cái phân là rất cần thiết. Nhưng mà cứ từ từ thôi, mình không phải quá ép buộc là phải dùng phân bón cả nhà. Bởi vì là ở đây đi mua phân cũng rất là khó mà. Làm phân chuồng thì làm được, nhưng mà nó mùi quá là nó sốc cái tinh thần của các bạn ấy. Lần sau các bạn sợ không dám làm. Các bạn ấy cứ nghĩ là cứ phải có phân thì rau nó mới lên được. Nhưng mà mình trồng một cái cách mà không có phân rau vẫn lên đẹp, để cho các bạn biết cách làm. Đấy, cũng đang đếm nha các bạn nha, ở đây nha. Đếm từng cây cẩn thận đó. Đếm thiếu tí mình bắt đền. Vâng. Vâng, Quỳnh vâng. Đếm thiếu bắt đền. À, xin cliente precisa và. Trả tiền cho các bạn đi để các bạn mua thêm giống rau. Ở đây vẫn còn thiếu một loại giống rau, loại rau mùi của Angola đây anh. Mà mình bảo là sao mua thêm từ lâu lâu rồi mà. Từ cái chỗ tiền mà A Sao bán được hạt giống đấy các bạn. Vì hai vợ chồng mình bảo là cái chỗ tiền đấy thì A Sao đi mua thêm hạt giống để gieo vào cái chỗ đất còn thừa, một tí đất còn thừa này này, để gieo lên bán những cái đấy. Nó rất là nhanh, nó lên rất nhanh như rau mùi của Việt Nam mình ấy. Chỗ này là các bạn ấy tỉa về ăn dần rồi. Đấy, cho nên là nó thưa ra như thế này cả nhà. Bởi vì là cái chỗ này mình gieo dày, bởi vì sao? Bởi vì là bữa vừa rồi trên nhà mình rất là nhiều hạt giống. Thế là mình mang ra đây để cho các bạn gieo, để ăn rau non cho nó sướng, chứ không phải ăn rau già. À. Lúc nãy anh nhìn thấy có một cái xô của A Sao mà đây này. Có một cái xô mà cũng đã tỉa trước để về ăn đây này. A Sao, A Sao, arranca para qué? Da Maria. ¿Cuál? Da Maria. Es ella. Ah, de ella. Come. Yeah. Ah, ella también come. Esa. Gusta, sí. Me gusta. Gusta. Bánh boa. Bánh boa. Ok. Đấy, tỉa ra để cho cô bạn kia ra tỉa rau để ấy. Cái này là các bạn tỉa trước để về cho cô bạn áo đen kia ăn nha cả nhà nha. Cô bạn đấy cũng hay ra đây tưới rau của mọi người mà. Ở đây đông người nhá. No se haga de min. Esas 400. Chỗ kia là 400 quan sát cả nhà, 400 quan sát. Chỗ Mado đang cầm nha, 400 quan sát. Để anh gọi điện về cho Thế, khỏi đừng ấy nữa. Đừng ấy rau nữa. Chỉ cần rau này là ăn được lẩu đấy. Nhiều con. Cái rau này ăn lẩu thì tuyệt vời cả nhà nha. Ở nhà có rau gì rồi? Rau cải bữa trước á? À, cái rau cải bữa trước dẹp đi nha, để tôi lấy rau cải non về nha. Toma. Toma.
Không, cái rau cải bữa trước của Thế, cái rau cải đấy nó vẫn đang còn già, cho nên là dẹp đi để xào ăn sau bữa khác nhé. Không, để tí nữa tôi mang rau cải non về nhá. Ừ, thế nhá. É como? Guarda bem dinheiro na mão. Para comprar arroz. Tá bom, tá bom. Đúng rồi, cái đấy cái 1.000 đấy để mua gạo nhá. Các bạn em bé kia bảo là nhặt 1.000 đô ri ba đủ đánh rơi dưới đất, bảo 1.000 này mang về để mua gạo đấy. Đấy, trong lúc đang bán rau đây mà à sao còn. A sao có khách. A sao có khách ra mua rau. Có khách hỏi đến hỏi cái rau thơm đấy, nhưng mà nhà sao hết rau thơm rồi. Đấy, cái ruộng rau của A Sao mà đây ở thường xuyên nhá, là có rất nhiều khách luôn đấy. Quem tu, né? Dá ali atrás. Đấy, 1.000 rau các bạn, 1.000 rau khá nhiều đấy. 1.000 rau bây giờ tính vào khoảng tầm 35.000 tiền Việt thôi. Khoảng tầm đấy. Khoảng 35.000 tiền Việt các bạn ạ. Bây giờ mình mua rau xong mình đi về luôn chứ. Rất là hiếm khi mà sao mà vớ được những cái quả khách sộp này các bạn ạ. Nhưng mà những khách mà đến đi mua 1.000 rau là những cái khách sộp đấy. Đồ đi vào đồ thì lúc nào cũng chỉ cần mẹ thôi. Nên người khác bé là ý kiến khóc. Cả ngày hai mẹ con ở với nhau mà. Ừ. Quỳnh trả tiền rồi đúng không? Trả lúc đầu rồi đúng không? Ok. Bạn này chắc là tỉa về để trồng à? Você vai que planta? Sim. À ok. Cái này kể cả trồng lên nó cũng lên hoa, lên cây to đùng luôn. Đúng rồi, cái này thưa ra là lên cây to lắm. Trên vườn nhà mình trồng nó ra to lắm các bạn ạ. Nhưng mà mùa này trên vườn nhà mình nó khô quá, không đủ nước trồng nên nhà mình không trồng. Với đất này thì nó lên to lắm đấy. Không phải là nó phải bằng cái rau cải Việt Nam mình. Quá to, to khủng luôn đấy. To khủng luôn. Đi chuẩn bị ta đi về đi em đi. Đấy bây giờ là mua được rau rồi, vợ chồng mình đi về các bạn ạ. Vợ chồng mình đi về đây. Ở đây mọi người cũng tưới rau xong hết rồi. Hôm nay mục đích đi ra ngoài này chỉ để đi mua rau về các bạn. Como? À, ok, meten no saco. Đấy. À sao thêm rau xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta đi về nhá. Ok. Você gosta muito essa cliente. Ok, xin chào mọi người nha. Xin chào. Hôm nay mua rau, hai vợ chồng đi mua rau xong rồi. Xin chào. Ok. Đi về đi. Rồi, chào mọi người nha. Hai vợ chồng mình đi về đây. Hôm nay đi ra ngoài này mua một chút rau của sao thôi.